Dạ, Mai Vàng Ông Tháp xin mến chào mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Đây là cái tác phẩm, cái này như gỗ quạt đó ta. Cây này rất là già, cái gốc đế như thiếu nữ cô chú anh chị. Em quay chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Cây này là cây giả window. Lá nào lấy bằng muốn gần cái bàn tay của mình nữa cô chú anh chị, lúc mà lá non sung á nè, cái lá nè hết biết luôn, về cui là cái lá là sâu bệnh ăn không được luôn cô chú anh chị. Cái bông nữa nè mới có trổ ra nhẹ, mới bung ra đẹp lắm cô chú anh chị. Giả window này bông bự lắm, vô cái dáng thế đẹp mà cái tác phẩm đẹp luôn cô chú anh chị. Cái này như là cái gã quạt luôn ha, quạt ba tiêu á. Trong thời gian xem cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, nhớ chia sẻ là like cho ngày một phát triển kênh, em cảm ơn rất nhiều nha. Để em có động lực để sưu tầm những cây độc lạ, tác phẩm đẹp cho cô chú anh chị chiêm ngưỡng. Quá cây này già dữ lắm luôn cô chú anh chị ơi nè. Rồi đấy nằm chậu cả chục năm á. Cái này thay cho phân này hai năm mấy chưa thay nữa nè. Nó lúng chậu luôn cô chú anh chị thấy không? Già. Thân mình nhỏ xíu mà mang cái tàn gì cô chú anh chị. Vậy lâu lớn dữ lắm luôn. Rồi em kết thúc like ở đây ha. Cô chú anh chị xem nhớ đăng ký kênh để đón xem những cái clip tiếp theo. Dạ xin chào, hẹn gặp lại.